Xin kính chào quý vị và các bạn. Hiện bây giờ tôi đang có mặt ở nhà thờ giáo họ Trung Thành. Nhà thờ giáo họ Trung Thành ở huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, thuộc giáo xứ Ngô Xá, giáo hạt Cẩm Xuyên, giáo phận Hà Tĩnh. Chúng ta cùng chiêm ngắm vẻ đẹp của ngôi thánh đường cũng như vùng đất ở đây nhé.